Vũ hy vọng là tối nay vào lúc 8 giờ 12 phút tối nay nè, mọi người hãy lên YouTube Trung Phạm Official Studio để mà đón xem ca khúc. Đây là một bài hát vui, được không ạ? Nó mà được cho vui một trận có tay thật lớn được không ạ? Cũng như ở nhà rất là nhiều ạ. Junior có những người rất đặc biệt đang chờ hội ngộ Junior sân khấu trước khi bước vào trong rạp. Đập số 8 cho anh em và các anh chị em nghệ sĩ và đại diện cơ quan báo chí truyền thông. Đập số 8 cho các anh chị. Còn bây giờ gia đình của Jun đã đến rồi, mình chụp tấm ảnh kỷ niệm trước khi vào rạp được không nào? Xin mời các cháu rất là chờ. Bên này mời bố. Dạ. Mời các anh chị nghệ sĩ các bạn dẫn cái điện thoại. Chào bác ạ. Dạ. Con mời bác lên chụp ảnh với Jun trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi họp báo ở trong rạp. Và xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển vào rạp nhé. Con chào bác. Dạ. Chào cả nhà. Ok. Dạ. Có mời cả nhà. Các bạn đang nhớ nha, 20 giờ 12 phút tối nay, 20 tháng 12 nha, trên kênh official của Jun Phạm luôn. Còn bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta di chuyển vào trong rạp số 8 để mình bắt đầu xem MV. Đây là bài hát vui. Xin cảm ơn mọi người hôm nay rất là nhiều. Mặc dù biết là hôm nay là một ngày bình thường, mọi người phải đi học, nhưng mà tôi thấy cũng có nhiều bạn đến đây cũng rất là vui ạ. Không ngờ hôm nay đông như vậy. I love you. Thank you. Hôm nay rất là vui bởi vì tôi ra mắt bài hát tên là Đây là một bài hát vui. Nên chỉ mong là từ tối nay bài hát này sẽ ra mắt vào lúc 8 giờ 20 giờ 12 phút trên YouTube Duyên Phạm Official. Thì hy vọng mọi người nghe vui cho Jun được không ạ? Tối nay ai sẵn sàng share và like mình dễ một cái được không? 2, 3 Duyên đi ngồng nha. Rồi bây giờ mình chụp hình thiệt là đẹp. Rồi các bạn mời. Mời nha.